cái nữa quên là có một cái hàng mới nữa mà quên chưa lên, nãy giờ bắt đầu ngồi mới nghĩ ra được này cả nhà ơi. Đây này, Hà có cái thanh lăn này nhá cả nhà nhá, cái thỏi này á, nó là cái kem tổ yến nâng tông hả chị? Đúng rồi, cái kem tổ yến đấy nó cũng nâng tông luôn. Kem tổ yến đấy nó nâng tông luôn á, đánh lên là nó lên trắng lên luôn á, là nó trắng lên da luôn á, lên đẹp luôn á, nó cũng nâng tông á. Thật ra mà nói á, khi mà mời mấy chị em mình xài á, biết rồi mọi người xài á, mọi người cũng thích nó luôn á. Nó không phải chỉ có nâng tông, mọi người đừng có nghĩ rằng cái công dụng của nó chỉ có nâng tông đâu, nó vẫn chắc chắn luôn một điều luôn là cái chất kem của nó nâng tông thôi, nhưng mà hoàn toàn là dưỡng da, tất cả đều có hết trong cái kem đấy nha, chứ mọi người đừng có nghĩ rằng cái đấy nó không, nó chỉ là cái nâng tông mà nó không có gì, không hề nhé, vẫn có dưỡng chất nha cả nhà nha. Như cái kem AHC Hà nói á, vừa là kem nâng tông lên, vừa có một chút chống nắng, mà lại vừa có dưỡng chất, là nó là kem dưỡng nha, chứ không phải là chống nắng không nữa. Đấy, nó như vậy đấy. Đây, AHC này Hà về nữa này. Cái này mà Hà nãy giờ Hà quên, Hà không có giới thiệu với mọi người này. Cái này là cái thỏi nha cả nhà nhá. Cái thỏi lăn, nó giống như là Hà nói với mọi người sao, nó giống như là cái thỏi lăn mà củ gu đỏ nhé cả nhà nhá. Nhưng mà AHC này á, thì nó sẽ cho mọi người một cái giá nó sẽ tốt hơn nha cả nhà nhá. Nó sẽ cho mọi người cái giá nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà đặc biệt một cái là cái của cái AC này ấy nha. Mọi người nhìn này, cái thanh của nó này, nhìn thấy đã chưa? Bóng loáng, vàng ươm bóng loáng luôn. Cái thanh này của nó nha cả nhà nha, vàng ươm luôn. AC nha, chứa thành phần mà tinh chất keo ong ở trong này nha cả nhà nhá. Tinh chất keo ong, chứa thành phần tinh chất keo ong ở trong này luôn. Đây nha cả nhà nhá. Nhăn, chống nhăn, chống lão hóa da, những cái vùng mà nó nhăn nha cả nhà nhá. Mọi người chịu khó lăn nó lên nha. Nó chứa cái thành phần tinh chất keo ong, cho nên là mọi người biết không, cái chất này của nó cứ vàng 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 nha cả nhà nhá. Đó, mọi người thấy không? Kem có kem collagen massage mặt hộp to đại bự không chị? Nếu mà kem mà để massage mặt ấy, thì em nên lấy cái kem gel á, cái kem gel, cái kem mà gel ly đấy, cái kem gel ly đấy đó của Medicure nhá cả nhà nhá, xài rất là thích luôn, cái đấy xài máy, xài lăn gì đấy là xài được hết luôn nhá cả nhà nhá, xài máy, xài lăn gì đấy được, xài được hết. Đây, cái thỏi này nhá cả nhà nhá, bôi vào những cái vùng mà dưỡng da, nếu như chị em nào mình cần á, dưỡng da mà không bôi kem, quẹt cái cây này lên dưỡng da được luôn nha, chứa thành phần cái hoàn toàn là bằng keo ong không nhá. AHC này phải nói nó có những cái dòng của nó khá là đỉnh luôn. Để chị coi nhìn cái giá của nó nhé. 15 đồng một cây thôi nhé cả nhà nhá. Trời ơi, nhìn cái cây này của nó chất lượng lắm nha cả nhà nhá. Đấy, nhìn cái cây rất là chất lượng nha cả nhà nhá, chất lượng lắm, vàng ươm luôn. Chứa thành phần keo ong, hai thanh luôn đấy mọi người ơi, không có là nó lại bay slơ hết. Đấy, em một keo ong nhá, cái này nó là cái thanh lăn dưỡng keo ong, mọi người biết rồi đấy. Keo ong nó là cái gì? Nó vừa dưỡng da, vừa làm tăng cái kết cấu nha cả nhà nha. Tại sao mà khi mà Hà cứ hay nói mọi người là khi mà mọi người build da xong thì mọi người nhớ đắp những cái mặt nạ keo ong, nó tăng thêm cái kết cấu cho da mình nha cả nhà nhá. Nó sẽ làm, nó phục hồi cho cái da của mình, nó sẽ càng ngày nó càng đẹp lên hơn đó cả nhà. Hà thì rất là mê xin bi. Nói chung là cái kiểu xin bi nó có rất là nhiều cái thành phần keo ong. Thì bây giờ cái trong cái AHC này nó vẫn có những cái mẫu mã cũ nha cả nhà nha. Nếu mà mọi người không để ý nó có mẫu mã cũ, nhưng cái này nó đã làm mới rồi nha cả nhà nha. Nó làm mới rồi đó. Mà có 15 đồng hay sẽ quá. Lan ơi, lấy 2 cây chị tính em còn 28 đồng nha.
Đó, bớt nữa cho mọi người xem. Mọi người vẫn lấy, nhưng mà chị Hà vẫn bớt nha cả nhà nhé. Hai cây thì là chỉ còn có 18 đồng nha cả nhà nha. Ok chưa? Đó, thấy không? Bán hàng như thế là còn muốn gì? Đúng, cái này mà bỏ túi du lịch giống như dưỡng da thì rất là cực kỳ, rất là dễ đánh rồi. Cái này là ok luôn, thật sự. Cái này nếu mà bỏ cái đi đâu ấy mà dưỡng ấy, mọi người thấy da mình khô, chỗ nào cái vùng da khô mọi người dưỡng ấy, thì mọi người cứ bôi nó vào cái chỗ đấy nhé. Nhất là dưỡng là những cái vùng mà nó nhăn ấy, thì mọi người cứ bôi nó vô. Đấy, chị cho em kem collagen massage mặt hộp tòi bự đi chị. Đây. Cho nên là mọi người thấy không? Khách của Hà vẫn chốt, mà Hà vẫn cứ là vẫn bán, vẫn yêu thương và vẫn cứ giảm giá cho mọi người. Thật sự. Nên yên tâm luôn nhé. Đây. Kem mà nếu